Xin chào tất cả các cô chú anh chị nha. Thì hiện tại là mình đang ở bệnh viện Tâm Thần Vĩnh Long nha. Thì đây là bệnh viện ở xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, thành phố Vĩnh Long nha. Thì hôm nay là mình quay trở lại thăm chú Bu, là chú lang thang, coi sức khỏe của chú hôm nay như thế nào. Cũng như là hôm nay là mình đã xin được một cái giấy, đó là giấy giới thiệu của thị trấn, ủy ban thị trấn Vũng Liêm. Thì giới thiệu mình đến đây để mà được phép để ghi hình cái chú lang thang này với nội dung như sau. Đây là ủy ban thị trấn Vũng Liêm giới thiệu ông Nguyễn Rolit là cộng tác viên bên công tác xã hội của ủy ban thị trấn. Thì có đưa một cái trường hợp là người vô gia cư không rõ họ tên, nguyên quán đến bệnh viện Tâm Thần Vĩnh Long để mà điều trị. Thì ủy ban quận Liêm giới thiệu đến bệnh viện Tâm Thần để mà hỏi thăm trường hợp nếu trên, ghi nhận và đưa thông tin để tìm kiếm gia đình của người thân cho ông chú Bu đó cả nhà. Thì rất mong là ban giám đốc có thể là đồng ý để mà cho mình ghi hình đó cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ vào bên trong mình nộp cái giấy này. Thì cuối cùng thì các anh, các chị cũng như là các cán bộ ở bệnh viện Tâm Thần Vĩnh Long đã đồng ý cho mình vào bên trong để mà ghi hình chú rồi. Thì bây giờ mình sẽ mời mọi người cùng mình vào bên trong để mà gặp chú, rồi thăm chú coi hôm nay là sức khỏe của chú hôm nay như thế nào nha. Bây giờ chú đang, các anh đang đưa chú ra đây. Đứng này, hớt tóc mà nhìn thấy trẻ hơn bữa đó nằm ở ngoài đường không thi nghiệp. Anh cho em hỏi là sức khỏe của chú hôm nay như thế nào? Được, quá tốt. Quá tốt hả? À. Rồi ăn uống là như thế nào? Ăn uống được. Rồi tiểu tiện này kia còn có tại chỗ? Tiểu tiện thì chưa được đấy, tốt. Yeah. Ông tiểu tiện tại chỗ luôn. Yeah. Đó. Dạ, ăn uống này kia cũng được ha. Ăn uống thì được. Dạ. Phải có uống này kia kèm, quậy quạng không? Kèm đúng. Tối giờ này ổng còn lăn xăng lắm. Dạ. Ổng dám anh xa anh hay nào? Bố ơi, mạnh ngay bố sống sợ bại không? Mà bố sống sợ bại vậy? Ừ. Bố men sư cha. Ai sư. Bố men Phật Ram ấy. Hỏi chú coi. Ai lão phụ con nà. Bố đệ phụ đệ bà mẹ phụ. Chăm. Đi lắm biết được về nhà. Ê phụ học bài nào? Dạ. Rồi hỏi. Hỏi hả? Giờ chị hỏi coi mấy nay có ăn uống gì được không? À phụ hợp bài ba mẹ. Phụ hợp bài ba mẹ phụ. Ê phụ men sư nó khô luôn mẹ. Phụ men hoạch đây ấy. Chị hỏi cái gì chị? Chị hỏi là trong người chú hiện tại làm sao? Có mệt hay là có gì không? Dạ. Yeah. Rồi chú trả lời sao? Chưa trả lời hả? Chú vẫn là hỏi coi rồi ở trong đây mấy nay ngủ ngon không, ai sao hỏi thăm coi nay thấy cậu đâu đẹp trai quá nè. Vậy hả? Bu ơi, mặt cái bu đẹp ba nếp bu người nghiệp rồi đó. Cái gì á? Đẹp ba này tám hả bu? Em bu bận làm bận nào nè. Bây giờ bận phát cái tâm hay bu bận nó nụng nè, bu bận tao na nè. Mấy hôm nay vô đây cũng có uống thuốc này kia rồi đó. Bây giờ chị hỏi coi nhớ cái tên mình ở đâu chưa? Hỏi coi có nhớ nhà mình ở đâu không? Hỏi thử coi, hỏi nhớ tên không? Bố ơi, bố xin mời bố. À, xin mời quá. Ba. Tên bố nó nả. Tịch. À, cái hai nào bài qua ra. Cái bài qua là đó vậy nà. Nâu An Giang ấy. Ừ. An Giang. Cô chị á hả? Ừ. Bây giờ chị thử hỏi coi ở Sóc Trăng hay là Trà Vinh coi có như thế nào. Bu nâu 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 Trà Vinh cà nâu khá lắm. Nó nả. Khá lắm hả? Ừ.
Ờ luôn lít rồi. Rồi bây giờ chú nói chú tên gì vậy chị? Phan. Tên gì? Phan. Phan. Phan B A L á. B B chữ B B phở hả chị? Đúng rồi, B phở. B phở rồi A N L. Đúng rồi. À rồi tuổi bao nhiêu chị hỏi có nhớ tuổi không? Sinh năm bao nhiêu? Bu ơi, Bu ơi, Vũ Mãn ấy, Bu. Mãn lâu nha. Mãn Bu. Bu hoa sắc nào? Ừ. Cái Bu học sắc á? Ừ. Cái gì chị? À, chị hỏi chị mới đón tuổi, chị nói tuổi là chú 50, chú cũng nói ừ, mà chú 60, 70 thì chú cũng nói ừ luôn. Không nhớ. Không nhớ ở đâu, không nhớ tuổi bao nhiêu luôn. Đúng rồi. Ừ. Bố ơi, bố có mẹ bán cô nữa bố. Không mẹ này. Không mẹ nữa hả? Ừ. Chú nói là chú không có vợ, không có con. Ừ. Không có vợ, không có rồi, con. Rồi bữa nay chú thấy chú sao rồi? Thấy khỏe lắm chị, nay ăn uống là mấy anh chị rồi này kia chăm sóc tốt lắm. Ừ. Dạ. Bây giờ hỏi bây giờ nói chú yên tâm ở trong đây điều trị bệnh ha. Nó nói chú vậy á. Bu ơi, bu bận nó nụng bệnh nếp bu cầm anh tâu tiên nếp bu. Nếp bu. Bu nó nụng á men bay men tật bệnh hợp hay men men cái tật vô khăn mà bu phật cái bu tâu cái men này tiếc này nếp bu bận nó nụng này. Cái gì rồi chị? Đi đây. Cái gì vậy chị? Chị nói nè, chú gán ở đó đi, có ở bệnh viện đi, có cơm nước, có thuốc men này kia uống để đi lang thang có nữa. Rồi bữa nay thấy mấy cô, mấy anh chị chăm sóc ở trong đây cạo râu này kia là thấy đẹp đẹp trai rồi nè. Ừ. Rồi bữa nay vô thấy khỏe không? Mười bữa rồi đó, mười bữa hai chị em mình ấy là thấy nằm ở ngoài đường tội nghiệp lắm. Ừ. Dạ dạ. Từ từ chú nhớ lại mà. Dạ, nói chung là mấy bữa nay cũng có người thân của chú điện thoại cho em á. Nhưng mà bữa nay nãy giờ em cũng cứ liên hệ nhưng mà họ còn bận nên là chưa có rảnh để mà nói chuyện với chú á. Để chắc khoảng ngày mai hoặc ngày mốt gì đó để em vô lại đi rồi để liên hệ với họ, mình hẹn giờ họ trước để họ nói chuyện được với chú. Người thân chú ở đâu? Thì cũng có cô ở An Giang, rồi cũng có cô ở Campuchia nữa. Rồi. Nói chú đừng, nói chú chuẩn bị đi vô phòng lại. Bu chơi tập với bu cầm mà tao kẹo. Đã cho tập bu rồi. Rồi đi vô phòng đi. Rồi nói chú đi. Ừ. Đã cho tập với bu. Nói yên phòng yên tâm ở trong này. Bu bu nó nụng nè, nó nụng cầm mấy khả năng mấy này em bu hò với cầm mà tao tiếp. Tiếp bu nè. Rồi nói bu gán giữ gìn sức khỏe. Bu bận ở bệnh á hay con men đi hay con chó. Đúng rồi, cái vụ đó mới quan trọng nè. Quay ra đây nè bu. Vệ sinh này kìa. Rồi bây giờ dặn lại nè, dặn lại nói đi tiểu nhớ đi tiểu, rồi không có tiểu tại chỗ nữa. Ừ. Bu ơi, bu men super hạt đơm á, bu tàu chơi quanh này, bu cầm mình nôm tại cái lẻn, bu nôm tại cái lẻn hay tức ổ khô ó mình bản nếp bu. Nếp bu. Nha yeah. cười kìa chị cười vậy là biết mắc cỡ rồi đó. Biết mắc cỡ hả? Rồi dặn lại nói đi tiểu cũng đi vệ sinh này kia cũng nhớ cái nhà vệ sinh. Bây giờ hỏi chú coi biết cái nhà vệ sinh chỗ nào chưa, hỏi coi. Bố đừng nông quanh cái này bố. Ừ. Bố thử bố chỉ cái anh canh con mơ mơ. Thôi giờ nói bu đi theo em đi, em chỉ cái chỗ đi vệ sinh, đặng biết đường khi mắc vệ sinh là biết đường đi. Rồi đi. Ừ. Chứ không thôi là không biết đường đi. Bên ông bu tới lại quanh á, anh bu ở đừng á. Em vô. Đó tạm với bu. Đi chưa? Đi rồi, chưa? Rồi đi rồi. Rồi phòng vệ sinh ở đâu vậy anh? Anh ơi. Dưới đất tắm dưới đây. Tôi đi bắt đạt. Rồi nói chuyện đi chị. Anh bu. Bu đừng quanh cái lẹn dân xu nôm này, dân tông quanh quanh dân tô nộn như đa lại nông dân dưới tông quanh. Anh ơi, vậy dưới năm chị. Ok. Ok, thì hôm nay thì mình vào bệnh viện mình thăm chú Bu thì mình thấy là sức khỏe chú cũng rất là ổn. Rồi với lại là bây giờ cũng cạo râu, rồi cũng tóc tai thì cũng gọn gàng hơn trước, rồi sạch sẽ hơn trước rất là nhiều. Nhưng mà có điều là
còn tiểu tiện tại chỗ, đi vệ sinh chưa có nhận thức được á nhà, nên là cũng còn cái chuyện đó thôi, còn với cái vấn đề khác thì cũng ok. Nhưng mà thì hồi nãy thì cũng có nhờ mấy chị hỏi coi hôm nay là sức khỏe chú có bình phục lại, có trí nhớ, có hồi phục lại hay chưa, thì chú cũng có chưa có nói được tên của mình, rồi chưa có nói được là mình ở đâu, rồi mình tuổi bao nhiêu đó cả nhà, nên là mình sẽ đợi vài bữa nó coi sao hôm nay như thế nào. Thì cũng rất là mừng, thì cũng các cơ quan chức năng đã đồng ý cho mình đến mà ghi hình chú rồi. Thì cũng cảm ơn tất cả các cán bộ của Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Long đã nhiệt tình hỗ trợ, cũng như là cảm ơn các anh cán bộ ở ủy ban thị trấn Vũng Liêm đúng là nhiệt tình để mà giúp đỡ mình làm giấy tờ thủ tục để mà có thể là vào thăm chú và được ghi hình chú. Thì cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều, thì hy vọng là chú sẽ sớm tìm được người thân của mình, sớm bình phục và sớm khỏe bệnh trở lại nha. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã theo dõi video của mình nha. Chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe nha.